Rồi, hello, xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Chupi Sitter đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sang một series mới, đó chính là Tom và Jerry. Được rồi, màn chơi được. Ở vô số người Việt Nam chưa có thể phá đảo tựa game với giọng mày. Đã trúng. Ôi không, mình còn một máu thôi. Đi để mình chết. Lui. Cút ra. Rồi, xong một màn. Rồi, chúng ta sang. Sang với màn tiếp theo. Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Não to thế, thằng này não to vãi cả lồi. Cút ra, cút ra. Ba mươi năm mày đứng im nào, đứng im đài treo với đài căng hơn mình đi. Ta đã mới gọi là căng này, đời biết là đừng để bị làm sao rơi xuống là được. Thật sự đoạn này treo rất là khó, quý vị biết không? Hồi trước mình có làm một cái clip trải nghiệm cái tựa game này. Đi xem lại ở kênh Tom Minh Trung Fan Tom and Jerry nhá. Mẹ đợi đợi. Thật sự phải nói cho quý vị đoạn này treo rất là khó. Leo rất là khó. Đây, mẹ chạc là kìa. Đi, của mẹ. Nhòn. Chạy ra đỡ treo. Không thể nào mà treo được. Lên nào. Bây giờ mình có đi chỗ khác là nó sẽ hồi sinh. Rồi, mà thật sự mình phải lấy là mình phải cố mấy lần mới trèo qua được đến đây. Ơi giời, cũng già. Tránh xa tao ra, mấy con bướm kìa. Tránh xa tao ra. Cút. Ơi, này, thằng Frankenstein. Thằng này Frankenstein. Cút mẹ. Ai à. Ai. Ôi bướm 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 cút ra.
64 65. Mày mày đi yên ạ. Wow, ghê nhỉ. Ai, khốn giả thằng mất dạy. Cái đoạn này đoạn này đi cút một chút xíu nữa. À, này rồi mình chỉ cần trong tựa game này chúng ta sẽ nhập vai là một chú chuột Jerry để tiêu diệt phóng thằng mèo tôm chậm chậm. À, này rồi. Rồi, xong rồi mà. Rồi, như vậy. Màn chơi tiếp theo sẽ là màn boss. Tê. Nhảy cái gì? Trượt ván nè. Tê. Wow, bắp ra, thằng nào ăn bắp ra vứt bừa ra đây. Bên thằng gì? Lại còn 3 cái cao su nữa này. Mẹ đéo chung luôn. Bọn nó đéo có, chả có ý thức gì. Ôi thỏ à thỏ. Ôi rồi. 2 3 cái cao su. Quên đấy, không save ở đâu nhỉ? Save ở đâu? Thử nha. Thế nhá, tao mình toàn động phải bã keo cao su. Thỏ tỏ. Ui rồi. Lại nào. Ui, đâu phải một miếng bắp rang bơ. Hai bạn, ui rồi tận hai bạn cao su liền. Ai rồi, ui rồi. Mày đâu rồi thằng tôm kia? Mày đâu rồi? Mày đi ra đây. Nó kia Quý ơi. Ôi, cẩn thận. Thằng dở hơi kia. Đoạn này còn căng hơn này. Ừ.
Ủa vậy nó kìa, thằng bảo tôm kia kìa. Thằng này phải bao nhiêu máu mình chỉ không biết, cái thằng này bao nhiêu máu mình chết. Mày. Ôi. Cứ phải bắn một hit thế này suốt à? Bè. Thề luôn. Đéo phải có gì. Ơi ơi ơi. Mất dạy. Tạm mất dạy nha. Yeah. Thả cái này. Nếu bây giờ bị trúng cái. Ai. Mày đi. Thầy phải bắn mấy phát đây, cái thằng mèo tôm này. Bắn mấy phát đi chứ. Ơ chờ chúng mà bắn. Bây giờ làm cách nào phải. Chờ mẹ tội. Thằng kia đi. Ơ mẹ mày. Nhờn bố mày. Nhờn. Lại nha. Mày đây nè. Mày. Cẩn thận nè, có lẽ lên cẩn thận một chút gì. Ơ, thằng kia thức tôi, cái thằng chó này. Cất cơ mình. Tao biết mày đứng sau vụ này rồi. Ta giờ mày cẩn thận đấy tôm. Mày. Phew. Mày. Chết rồi nhá. Chết rồi. Leo 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 leo. Ném trượt. Mày thò cái mặt ra đây. Trượt. Mày chạy 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 thôi chạy thôi chạy thôi chạy thôi chạy thôi chạy 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 một à. Mẹ mày mày thò cái mặt ra đây à. Mày ơi thằng lon kia là mày ra đây ngó cái mặt ra đây mày chết. Thằng đấy phải mấy máu mới chết cơ. Ui. Ui rồi. Ờ. Thằng mất dạy mày chơi. Mày chơi chơi bẩn đấy. Mẹ.
Chặt. Bây giờ phải làm cách nào thắng được bạn này. Mày. Ôi. Khốn nạn. Cái thằng lo. Chết rồi nhá. Thằng con đó đọc mày. Mình không biết gì. Thôi là mình không để game con mặt. Oh. Yes, Google Bot đã bị đánh bại. Rồi. Như vậy là đến đây kết thúc rồi. Nếu là đây mình chỉ chơi map đầu tiên rồi. Nếu như bạn nào thích cái ai thích video này, nếu như bạn nào thích cái video này của mình để hãy cho mình một like, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Đây chính là một cái động lực rất là lớn giúp mình làm cho những cái video tiếp theo hơn. Cảm ơn quý vị đã xem video mình. Hẹn lại quý vị các video sau. Xin chào và gặp lại.